Top 10 loài mèo đắt nhất thế giới. Mèo là loài động vật vô cùng đáng yêu và hiền lành. Một số loài có thể sẵn trong tự nhiên, nhưng có những loài được tạo ra bằng phương pháp lai tạo. Tùy vào độ hiếm có mà giá để sở hữu một em mèo cũng dao động từ vài trăm đến hàng chục ngàn USD. Một mèo Savannah giá từ 4.000 đến 22.000 đô. Savannah là loài mèo quý giá nhất, ra đời vào năm 1986. Trọng lượng có thể đo lường lên đến 15 kg. Sinh vật này có đôi chân dài, cơ thể gầy, tai lớn và một lớp lông dày. Chúng cũng rất thông minh, thích yên tĩnh nhưng nhiều khi cũng khá nghịch ngợm và tò mò. Do vậy nên những chủ sở hữu cần có một không gian rộng đủ lớn để đáp ứng được bản tính tự nhiên của nó. Chúng rất thích bơi lội và đi dạo ngoài trời. Giá dao động của mèo Savannah từ 4.000 đến 22.000 đô. Hai, mèo Chelsea giá từ 8.000 đến 10.000 đô. Mèo Chelsea được lai tạo lần đầu tiên vào năm 1960. Những chú mèo này có nét duyên dáng, chân dài, lông ngắn và một đôi tay lớn. Chelsea thực chất rất thông minh và tràn đầy năng lượng. Do tập tính xã hội mà Chelsea không thích ở một mình, thích sống cùng với con người, mèo hoặc loài chó khác. Giá của những chú mèo này là từ 8.000 đến 10.000 đô. 3. Mèo Khao Mani giá từ 7.000 đến 10.000 đô. Khao Mani là những chú mèo có từ thế kỷ thứ 14. Chúng thường được nuôi trong các gia đình hoàng gia Siam cổ đại. Khao Mani được coi là một biểu tượng của sự may mắn, tuổi thọ và sự giàu có. Những điểm ở Khao Mani khiến bạn bị thu hút là lớp áo trắng như tuyết, đôi mắt mạnh mẽ có thể là màu xanh, màu vàng hoặc nhiều màu khác. Những chú mèo này rất thông minh và năng động, giá của chúng là từ 7.000 đến 10.000 đô. 4. Mèo Safari giá từ 4.000 đến 8.000 đô. Safari là một loài mèo quý hiếm được tạo ra trong năm 1970 để nghiên cứu bệnh bạch cầu. Safari vẫn có những nét nguyên thủy từ tổ tiên là mèo nhà và mèo hoang dã Gilfrey. Những chú mèo này khá thân thiện, thông minh và năng động. 4.000-8.000 đô là giá của những chú mèo Safari. 5. Mèo Bengal giá từ 1.000 đến 4.000 đô. Mèo Bengal có lớp lông bên ngoài giống như loài báo, được lai tạo trong năm 1980. Khi trưởng thành, nó có thể nặng từ 4-8 kg. Mèo Bengal thường rất nhẹ nhàng, hòa đồng, thông minh, nhưng đồng thời cũng là loài động vật vô cùng nhạy cảm. Chúng có một số thói quen khá đặc biệt. Ví dụ, thích ngồi lên vai người chủ của mình, thích tắm rửa và bơi lội. Nếu bạn có từ 1.000 đến 4.000 đô, thì đừng ngần ngại sở hữu một em nhé. 6. American Cush, mèo Mỹ tai xoắn, giá 1.000 đến 3.000 đô. American Cush hay còn được gọi là mèo Mỹ tai xoắn đã đến với thế giới của chúng ta vào năm 1981. Điểm thu hút giống như tên gọi là những chú mèo này có một đôi tai hơi xoắn hướng về phía trước như một cặp sừng nhỏ. Điều thú vị hơn là khi sinh ra, đôi tai hoàn toàn thẳng và ngày thứ hai chào đời nó mới bắt đầu cong dần. Những chú mèo này rất thân thiện, thông minh và nghịch ngợm. Bạn sẽ phải bỏ ra từ 1.000 đến 3.000 đô để có được một em American Cush này. 7. Mèo Terrier giá 500 đến 3.000 đô. Mèo Terrier là loài mèo có hình dạng bên ngoài giống như một con hổ, được lai tạo vào năm 1993. Nhiều người cho rằng Terrier được tạo ra để khiến mọi người phải quan tâm nhiều hơn đến giống hổ quan nhã. Kích thước của Terrier không hề giống như một món đồ chơi, to như tên gọi của nó khi cân nặng là từ 7 đến 10 kg. Giống mèo này rất yên tĩnh, dễ huấn luyện và rất thông minh. Giá của một chú hổ nhỏ này là từ 500 đến 3.000 đô. 8. Mèo Earl 2.000 đô. Mèo Earl là một giống lai chó được lai tạo trong năm 2006. Điều không bình thường là những chú mèo này không có lông, tai cong và hướng về phía trước. Eo cực kỳ thân thiện, thông minh, tinh nghịch. Eo cực kỳ thân thiện, thông minh, tinh nghịch và là loài mèo rất biết quan tâm. Do vậy, giá để sở hữu cũng không hề rẻ, lên đến 2.000 đô. 9. Mèo Syringes giá 2.000 đô. Mèo Syringes lần đầu tiên được lai tạo vào năm 1994 tại California. Trọng lượng trung bình của loài mèo này tới từ 8-12 kg. Đây là loài sinh vật mạnh mẽ với đôi tai lớn, lông đốm và đôi chân dài. Bạn có thể sẽ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài duyên dáng, năng động, dễ tính, hòa đồng và vui tươi của nó.
600-2.000 đô là giá của anh bạn này. 10. Russian Blue, mèo Nga mắt xanh, giá từ 400-2.000 đô. Russian Blue là giống mèo Nga mắt xanh, có màu lông hơi xám nhưng rất dày và bông. Đây là giống mèo rất hiền lành và thân thiện, có thể quấn quýt bên bạn cả ngày mà không hề làm phiền bạn. Tuy nhiên thỉnh thoảng nó cũng bộc lộ bản tính tự nhiên và sự yêu thích tự do. Nhiều người tin rằng mèo Nga mắt xanh sẽ mang lại nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Để sở hữu một em, bạn sẽ phải bỏ ra từ khoảng 400-2.000 đô.